Ngày 31 tháng 3, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thực hiện các kế hoạch trọng điểm về phòng chống ma túy của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát trọng điểm với tuyến hàng xuất khẩu đi Đài Loan. Qua công tác soi chiếu hàng hóa, thu thập thông tin, cơ quan hải quan đã tiến hành kiểm tra trọng điểm lô hàng xuất khẩu của thanh niên 25 tuổi, quê Bình Thuận, được khai báo là quần áo, mỹ phẩm, thực phẩm người nhận là một công ty ở Đài Loan. Kiểm tra, cơ quan hải quan đã phát hiện 3,988 kg ketamin ma túy tổng hợp có tên y học là Ketala, được xem là loại ma túy cao cấp, có giá khá đắt và được liệt vào danh mục thuốc độc bảng A. Theo các cán bộ phòng chống ma túy, số ma túy trên có thể có giá hơn 4 tỷ đồng. Số ma túy được cất giấu tinh vi trong các hộp gói thức ăn cho mèo, được hàn kín và bọc ni lông để trông như mới 100% đây là lần đầu tiên cơ quan hải quan phát hiện thủ đoạn cất dấu ma túy hết sức tinh vi này hiện cơ quan hải quan đang phối hợp với các lực lượng chức năng để tiến hành mở rộng điều tra xử lý theo quy định